Vé nó sẽ chạy 8 sò và 6 tổ lục ngục. Đó là phần nhận tín hiệu đồ vào nha. Máy rất đẹp, nhưng máy chắc bãi thì khỏi cần bàn quá. Sườn là điều mã đồng đó nha. Lấm lực mặt gương luôn. Hay là cái chuyển kênh này. Những cái này chúng để đứng để hướng 12 giờ và những cái lúc này chúng ta không ấn vào nha. Chỉ là xài bên này. Bát chép 35 lo nét ton. Chuyển đổi cầu lo ABA cộng B. Chính là bảy lợi trang thì nó trang bị 16 sò và nặng trên 30 kg, 400W, 100V. Là dòng lớn nhất của series lợi trang. Series lợi trang thì tiếng nó cực kỳ nổi rồi. Ở Việt Nam mình cũng rồi riêng. Anh em chơi lợi tra rất là nhiều, lợi tra tiếng nó hay, nó mạnh và trung âm rất là rõ nét. Và thiết kế nó cũng sang nữa, một màu đen và bóng gương nha. Hãy bác nào chốt con chính là bài lợi tra này thì alo cho em, thì giá nó là 25, đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ thì bớt 200.000, còn 247, còn cọc tiền thì vẫn giá 25. Cọc thì 10% trở lên, phí thu hộ là 1% nha các bác. Đây là ốp gỗ bóng piano của sản phẩm nha. Rất đẹp. Bóng lưỡng luôn. Cái ốp gỗ của con 907 á, nó dày hơn cái con 707 nha các bác. Nên là nhìn về tổng thể thì nó dày lên cỡ một ly thôi, nhưng mà nhìn nó bậm bị rồi và nó mập mập, nhìn đã lắm. Còn con 707 thì nó mỏng hơn. Đây máy rất đẹp nha. Nhìn sơ qua các bác sẽ thấy những con tụ này và cái tăng phô chả bá lửa luôn. Cái tăng phô nó to lắm các bác, nên là cái máy nó nặng. Nặng trên 30 kg luôn. Trang bị là hai cầu loa AB A cộng B. Đây, con này series là 9886 nha, 9886, điện 100V, 400W. Trang bị 3 lăng đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Tại dòng hết số mà. Sở kháng là 4-16 ohm, 2 trạm loa, cái trạm trên và cái trạm dưới nha các bác, chứ không phải bác dòng này đâu. A phía trên, B phía dưới. Đẹp xuất sắc luôn nha. Đấy. Những hàng mạng về thì có thấy đồ đẹp nha. Cực kỳ xuất sắc luôn. Rồi đi vào bên trong luôn để các bác chờ lâu. Các bác xem video thì thường thì cũng chờ khéo coi bên trong. Con này nặng cực kỳ. Gọi là nặng giả mang luôn quá. Vâng, các bác thấy chưa, phê chưa? Một cấu hình khiếp khủng. Một cái tăng phô vuông nha, đích sệt luôn. Nặng cực kỳ. Mỗi vé nó sẽ chạy 8 sò và 6 tổ lục ngục. Đây là phần nhận tín hiệu đồ vào nha. Máy rất đẹp, nhưng máy chắc bãi thì khỏi cần bàn quá. Sườn là điều mã đồng đó nha. Bác nào lấy con 907 thì cứ alo cho em. Những con này giờ nó cực hiếm nhá. 907 LX Tra. Một model sừng sỏi của hãng Sansui. Dòng Alpha. Cái hộp gỗ rất đẹp nha các bác. Rồi em dừng video và cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video này. Hẹn các bác video tiếp theo.